Rồi, xin chào anh em, chào các bác nhé. Thì sáng hôm nay em cũng làm luôn con giới thiệu lại anh em về con Sony 365 ESG, con cuối cùng là con còn vết lông mèo phía trước ha. Và con này thì nó bị em còn con cuối, em cũng bán cái giá cực kỳ tốt cho anh em chơi. Nắp lưng zin đã mở nắp ra sẵn cho anh em chơi luôn ha. Nội thất thì đẹp keng như những con khác, nhưng mà cái mặt nè, em quay kỹ cái mặt anh em nhé. Cái mặt là không có bị lỗi làm gì cả. Đấy, mặt là đẹp ok tuyệt vời luôn nè. Đó, anh em thấy không? Đó, nhưng mà cái trên thì có cái vết lông mèo đây. Đây, cho anh thấy khó nét lắm nè. Đó, nó có vết này nè. Đó, vết được ha. Li ti và hai chấm nhỏ nữa. Nè. Đâu rồi. Đó. Đó, trên về trên thôi. Thì mặt trước thì là đẹp keng, nhưng mà bên trên nó bị ha. Giá em bán tốt cho anh em chơi luôn. Đấy. Khỏi anh em khỏi phải lăn tăn suy nghĩ gì đó. Ha. Thì hôm nay còn con cuối luôn, em bán cho anh em với cái mức giá rẻ để anh em chơi nhé, 10.800.000 ha. Gồm máy không nha anh em, 10.800.000 nhưng mà bao ship á, máy không ha. Mười máy là 10.800.000 bao ship, họ gỗ cũng còn rất là đẹp luôn đây nè nhá. Còn con cuối ha, em làm giá tốt cho anh em chơi. Anh em nào còn không, tại vì chúng ta chồng lên vậy thì đâu có ai còn ngó cái mặt mình nữa đâu ha. Cái mặt ngó cái đó đâu, cái mặt trước thôi. Đây, thì anh em gia tầm giá vừa để anh em chơi nhé, 10.800.000, máy đẹp hết, ruột gan là keng đây anh em, ruột gan là tuyệt vời luôn, đít khu là đẹp keng luôn, đây nè, chân cắt hoàn toàn khè hết, anh em khỏi lo nhé, chỉ có cái chỗ này thôi, chỗ này thật sự ra mít nhỏ đây nè, đây mình không có bùa thôi, không có thích làm, để về bán cho anh em chơi lâu dài thì chứ muốn làm mấy hồi anh em nhé. Thật ra cái gì thì có mini đi là nó làm được hết, mình không làm để về anh em bán thiệt tình chơi. Có những anh em người ta cần như này, người ta không có cần những cái keng lắm. Rồi ha, có một con 365 ESG nhá, giá là 10.800.000 bao ship anh em nhé. Đây, máy là nước nở ha, ở trong là mà đồng hết, chống nhiễu hết, hai tăng phô. Một con cho audio là ra xuất âm ra analog này, một con digital này, dây xử lý nè, đây là bon hồn ha. Rồi còn bên đây là các cái phần này là phần chuyên cho cơ mắt này, phần này là phần ra analog này. Máy thì đẹp hết, có cái loại đó thì giá bán tốt nhất luôn, chỉ còn có một con, 10.800.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào yêu thì hãy phone cho em thôi nha. Rồi, con này làm bán vốn cho anh em chơi đấy. Rồi, còn mấy con đẹp thì mình bán đúng giá. Rồi. Mặt mũi là tuyệt vời, không có gì đâu anh em. Đó. Mặt mũi là ok hết. Đó anh em thấy không? Cơ kiết là ngon lành hết luôn. Ngọt ngào, long lanh. Đây, nhận bài ngay. À, em thấy không? Nè, tua nè. À, buông ra đọc tay mắt mắt từ nó đọc mắt nhanh lắm anh em. À, tua tiếp nè. À. À, giờ em trả lại anh em nha. Trả lại. Buông tay là đọc thôi, không cần làm mày chờ lâu nữa ha. Rồi đây là cái đĩa, em chỉ làm nghe là nghe đĩa, một là đĩa xịn, hai là đĩa phono thôi, nó mới đảm bảo được em nhé. Em ra đi kiếm cái đĩa phono em chép ngày hôm qua. Mỗi năm đến hè lòng mang má đây, nó nằm từ từ đây. Rồi nó đến đây phono, anh em lưu ý ha, phono nó cũng có đĩa giả đó anh em, để cái phôi nó bán rẻ tiền nữa, lưu ý mua nên kiểm tra cái đĩa chất lượng hay không chất lượng nhé.
đĩa này là đĩa mà em thường hay chép ra để tặng cho anh em chơi ha. Tốt nhất là một là người ta thay đĩa zin, hai là đĩa phuono F1 thôi thì nó mới chất lượng, nó mới ok. Còn anh em không biết mua những cái đĩa trôi nổi thì mà nó bán trăm mấy chứ không phải là đĩa xịn anh em nhé. À, nói để cho anh em biết nha. Rồi mà lớn lên nha, đọc ngay ha. Đọc ngon lành cành đào anh em nhé. À, tua nhìn thấy không? Rồi tới đây hai mấy anh em nhé. À, và em xin nhắc lại một lần cuối nha, vì con này là con cuối cùng, à, có những cái vết lông mèo bên trên thì em bán giá cho anh em với cực tốt là 10.800.000 bao ship toàn quốc, thì em tặng luôn cho anh em cái đĩa phono nha. À, cái đĩa em đang chép, đang test cho anh em luôn đây. À, tặng luôn cho anh em chơi nha, giá là 10.800.000 là bao ship toàn quốc. Anh em nào yêu thì hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345. À, giá trên là bao ship toàn quốc nếu anh em chịu khoản đủ. Anh em nào ship cọt lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt nhé. Xin cảm ơn em.